Hai, xin chào tất cả các bạn các chị, mình là Nghĩa, mình chồng Nghĩa ở tại chung cư Trần Quang Chiếu, 13 quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Lời đầu tiên mình chúc tất cả các bạn các chị được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui và luôn thành công trong năm. Và hôm nay cũng phép giới thiệu với các bạn các chị ngoài cái xe giá bên này và đường dân nha các bạn. Và với chiếc xe đầu tiên, mình xin giới thiệu với các bạn các chị là một chiếc xe Honda màu đen mờ. Nha các bạn.
khẩu 2020-21 rồi, nó khác khẩu rồi. Đồng hồ thì cái dạng này thì đồng hồ là đồng hồ điện tử luôn. Đồng hồ điện tử luôn. Xe thì rất là liền lạc, khá là sạch sẽ, đẹp. Đồng nghĩa là máy móc êm luôn nha các bạn. Số là 50X113650. Xe coi như mới nguyên. Rất là đẹp. Rất là sạch sẽ, rất là đẹp. Và với cái chiếc xe mẫu 2021 này thì tôi muốn bán với giá là 83 triệu nha các bạn. 83 triệu. Cảm ơn. Và kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn các anh chị một chiếc xe Honda SH350. À, đây là cái mẫu sau 2022 các bạn. À, xe này là có cái hệ thống thắng đĩa ABS. À, ABS. Xe mới nguyên, chưa đổ xăng luôn nha các bạn. Đó. 350i. Xe này là chạy nó đã lắm. Tốc độ nó rất là nhanh. Đó. Và rất là lực. 350, nó còn nguyên keo để cho nó chạy các bạn. Và khi các bạn các anh chị mua, bắt đầu lúc đó mình sẽ tiến hành đi bấm biển số. Ha, đó, tại vì xe này xe mới mà chưa có bấm biển số gì cả, chưa đổ xăng luôn. Nói chung là cái xe này là cái xe mới xuất xưởng luôn các bạn, còn nguyên đai nguyên kiện luôn. Hai tấm đĩa ABS trước sau hoàn toàn. Nói chung là mới quá thì đâu còn gì để nói đâu, đúng không các bạn? Và với chiếc xe Honda SH350i này thì mình mong muốn bán với giá là 170 triệu. Xe mới 170 triệu nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn các anh chị rất nhiều. Ngoài ra thì còn một vài chiếc mới nữa, nhưng mà cái mẫu 350i này rất là dán người đi nha các bạn. Bởi vì tướng phải to to đi nó mới đẹp. Đồng thời là ví dụ như mình đi thì mình còn cái bằng lái. Cái dòng xe không dừng phổ thông như SH này thì chúng ta đi dễ dàng hơn, thì chúng ta có cái bằng lái thì chúng ta là chạy nó rất là thoải mái rồi. Còn cái dạng xe kia thì phải là bằng lái thì nó lô nha. Rồi một lần nữa
luôn luôn gặt hái được nhiều thành công.